Sách Nam, hôm nay Yoga cùng Tiên xin giới thiệu đến quý vị một bài thiền cho tháng 11. Tháng 11 mình có cái lễ gọi là lễ tạ ơn, và mình cũng theo cái chủ đề lễ tạ ơn để mình làm một cái bài thiền trong Kundalini Yoga thường thực hành có tên là Heart of Gratitude, có nghĩa là trái tim của sự biết ơn. Thì cái bài thiền này nhắc nhở cho mình là mình hãy luôn lan tỏa những cái lòng biết ơn cho cái cuộc sống của mình, cho chính mình, cho ông bà, cha mẹ, gia đình của mình, tới các vị thầy của mình, nơi mình ở, những người thân, những người bạn của mình, công việc của mình, nói chung là tất cả những gì mà mình đang có trong cuộc sống. Thì khi mà mình sống với lại cái thái độ cao nhất là cái thái độ biết ơn thì cuộc sống của mình sẽ rất là được tốt lành. Thì cái bài thiền này về thể chất thì rất là tốt cho sức khỏe của tim, giúp cho phổi mình khỏe, giúp cho cái cơ khớp của mình, khớp vai của mình được linh hoạt, cái bắp tay của mình được khỏe, và cái cơ lưỡi của mình cũng hoạt động tốt, giúp cho cái hệ bạch huyết của mình lưu thông, cái tuyến giáp của mình được hoạt động tốt, giúp cho cơ thể mình có những cái sự trao đổi chất cân bằng, và giúp cho tâm trí của mình cảm thấy giống như là được bình an. Bài này đó mình thực hành với lại một cái mantra là Ansang Wahe Guru. Mình đọc là Ansang Wahe Guru. Và cái nghĩa của cái mantra này á, là năng lượng của vũ trụ, năng lượng thiêng liêng đang ở trong từng tế bào của mình. Và mình thực hành với cái bài này đó, với lại cái tư thế tay, động tác tay là mình chạm các đầu ngón tay ngay trọng tâm của mình, ngay giữa ngực của mình. Và khi mà mình ở đây thì mình hít vô, rồi mình sướng lên, mình hát lên Ansang Wahe Guru, cái tay mình đưa lên thẳng phía trên ha, bàn tay mình mở ra. Xong rồi mình lại trở lại Ansang Wahe Guru, mình đổi tay, xong mình lại trở lại, và mình cứ tiếp tục luân phiên cái tay của mình đưa lên đưa xuống như vậy là từ 3 phút cho tới 11 phút. Rồi sau đó khi mình kết thúc á, thì cái tay mình sẽ đưa lên cả hai tay ở góc 60 độ, và mình nhắm mắt lại, xong mình hít thở, và mình giữ hơi thở một chút, rồi xong mình giữ nguyên tư thế mình thở ra. Và trong lúc mà mình nín thở thì mình nghĩ trong tâm, và cái cảm giác ở trong tim của mình lan tỏa ra những cái sự biết ơn tới khắp vũ trụ, tới tất cả mọi người và tới chính mình. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ qua cái phần thực hành. Và Yoga cùng Tim sẽ để những cái link của các bài nhạc ở phía dưới phần mô tả. Nếu mà mình làm nhanh á, cái bài nhạc mà nhanh á, thì mình không cần hít thở ở đây, mình cứ để cho hơi thở của mình tự nhiên. Lúc nào mình cần hít vô á, thì hơi thở mình nó sẽ tự động hít vô và thở ra. Còn nếu mà cái bài nào mà hơi chậm đó thì mình có đủ giờ đó, thì mình chạy lúc mình chạm tay ở đây thì mình ngừng ở đó, mình hít vô trước khi mình giơ tay lên. Đó. Kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, và luôn luôn được bình an và hạnh phúc, và luôn luôn tỏa cái lòng biết ơn cho tới chính mình và tất cả mọi người. Sat Nam. Và trước mình khi mình thực hành thì mình nhớ niệm chú Adi Mantra là Om Namo Gurudev Namo 3 lần, và mình kết thúc cái bài thiền của mình với 3 lần Sat Nam. Yoga cùng Tiên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và sau đây là cái phần của mình thực hành Sat Nam. Và bây giờ mình sẽ sang cái phần thực hành của bài thiền trái tim biết ơn. Hai tay mình sẽ đặt các đầu ngón tay ngay giữa ngực, và mình hít vô thật sâu, rồi mình thở ra, rồi mình bắt đầu Ansang Wahe Guru, Ansang Wahe Guru, Ansang Wahe Guru, Ansang Wahe Guru.
sang wahe guru ang sang wahe guru ang sang wahe guru ang sang wahe guru ang sang wahe guru. Mình giơ hai tay lên, mình hít vô là mình nín thở và mình lan tỏa sự biết ơn này tới cho chính mình và tất cả mọi người, mọi loài, ra toàn thể vũ trụ. Là mình thở ra. Sat Nam. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.